Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa thông báo tạm ngừng sử dụng hai lô thuốc cản quang Senetech 300 mg 50 ml sau khi xảy ra một số trường hợp phản ứng có hại. Hai lô bị ngừng sử dụng là 12VFC034A và 12VFC027C, số đăng ký VN497607, do công ty Guberd của Pháp sản xuất. Trước đó bệnh viện Bạch Mai Hà Nội đã có thông báo về một số trường hợp sốc phản vệ nặng sau khi tiêm thuốc, thậm chí là đã có một ca tử vong. Thuốc cản quang là những loại thuốc được tiêm vào trong cơ thể để làm gia tăng khả năng thấy rõ tổn thương khi chụp X quang, chụp cắt lớp hoặc chụp cộng hưởng từ. Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược yêu cầu tạm ngừng sử dụng hai lô thuốc cản quang trên, báo cáo tình hình nhập khẩu, phân phối và sử dụng cùng các trường hợp phản ứng có hại nếu có về cục trước ngày 8 tháng 9.